Hello, xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh YouTube Thằng Nhật Bãi rồi. Clip này mới về quạt đấy bác này. Rất nhiều bác hỏi quạt nhá, nên mới về được đây. Về tầm được hơn 50 con gì đấy bác. Thì cả hàng linh kiện cũng có nhá. Này, hàng cái cổ cánh cũng có nhá. Các bác lấy linh kiện nhá. Đấy, thì hàng nó đã về được lên đây này. Đấy, thì tối này các em lên like cho các bác xem nhá. Có nào cần quạt thì tối theo dõi like cùng em nhá. Có rất nhiều con đẹp nhá. Sanio với là Toshiba rất đẹp luôn. Lồng rất là sáng luôn này. Đấy, có nào săn hàng thì liên hệ em nhá. Thì tối nay bác lên like nhé, ví dụ như con Sanio bác nhìn lồng rất là đẹp chứ, từ đẹp từ lồng đến logo nhé. Đấy, chân bàn đế rất đẹp nhá, cả những con cánh huyết thì bác nhìn này. Đấy, một con Toshiba cánh huyết nhá. Đấy, ví dụ như vài con đấy. Còn đây những con na bác nào lấy linh kiện đấy nhá, con này rất đẹp luôn. Đấy, na linh kiện nhá, lồng logo sáng trực sáng rồi, chỉ lệch lồng một tí thôi bác để nán lại nhá, lồng cực kỳ sáng, logo cực kỳ đẹp nhá. Đấy, những con linh kiện này. Đấy, đây những con này nhá, con này vỡ cánh này của dòng gì đấy biết, nhìn rõ lắm đây. Lồng một lồng sơn đồng đấy nhá, nói chung rất đẹp đấy, hàng linh kiện có nhá. Đấy thì bác nào tối nay các bác theo dõi like với em nhá, xin chào các bác nhá, các bác clip tối buổi like tối ngày nay nhá.